Xin chào các bạn, mình là Du lập trình viên. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một bài toán có tựa đề như sau. Từ dài nhất ở trong một cuốn từ điển. Đề bài chi tiết như sau: cho chúng ta một danh sách gồm các chuỗi word đại diện cho một cái cuốn từ điển trong tiếng Anh. Chúng ta phải tìm ra từ dài nhất ở trong cái cuốn từ điển đó mà có thể được xây dựng một ký tự tại một thời điểm bởi tất cả các ký tự khác ở trong cuốn từ điển đó. Nếu có hơn một câu trả lời hợp lệ thì chúng ta sẽ phải trả về cái từ dài nhất với cái sắp xếp alphabet nhỏ nhất. Và nếu như không có câu trả lời thì chúng ta sẽ trả về một cái chuỗi rỗng. Thì đối với ví dụ 1, chúng ta có cái chuỗi ban đầu như sau. Đây là một cái cuốn từ điển gồm có 5 5 từ ở bên trong. Từ thứ nhất là từ W kép, thứ hai là W kép O, thứ ba là W kép OR, thứ tư là W kép ORNL và thứ năm là W kép ORNLD. Thì chúng ta có cái câu giải thích. Đối với từ chúng ta thấy đối với cái từ cuối cùng, từ word, thì chúng ta có thể xây dựng một ký tự đó, một ký tự tại một thời điểm bằng các từ W kép, W kép O, W kép OR và W kép ORNL. Thì đây là một cái từ mà đây là một cái từ hợp lệ mà chúng ta đang tìm kiếm ở trong cái từ điển này và có chiều dài dài nhất. Nên chúng ta sẽ trả về cái kết quả cuối cùng là từ word. Chúng ta sẽ đi vào ví dụ 2. Ở ví dụ 2 chúng ta có cuốn từ điển gồm có 7 7 từ. Các từ gần lượt là từ thứ nhất là A, thứ hai là banana, thứ ba là app, thứ tư là app L, thứ năm là AP, thứ sáu là apply và thứ bảy là apple. Thì chúng ta thấy chúng ta sẽ có từ apply và từ apple sẽ được xây dựng một ký tự tại một thời điểm bằng tất cả các từ ở trong cuốn từ điển. Tuy nhiên á, thì nếu chúng ta sắp xếp chữ apply và chữ apple này theo hệ alphabet thì là chữ apply đứng trước, chữ chữ apple đứng trước, chữ apply đứng sau. Đó. Giống nhau hết, chỉ khác nhau chữ e và chữ i thôi. Chữ e thì nó sẽ đứng trước chữ i. Nên là Apple chính là cái câu trả lời mà chúng ta sẽ phải trả về cho chương trình. Thì qua ví dụ 1 và ví dụ 2 thì chúng ta có thể thấy là những cái từ mà được xây dựng từ một cái ký tự khác tại một thời điểm bằng tất cả các từ còn lại. Bằng các từ còn lại trong một cuốn từ điển có nghĩa là nó có cái dạng. Các bạn thấy ví dụ như chữ Word này thì chúng ta tách ra các từ từ W kép nó cũng nằm trong từ điển, chữ O, W kép O cũng nằm trong từ điển. WOR cũng nằm trong từ điển, WORNL cũng nằm trong từ điển. Nó chỉ chừa lại một cái từ sau cùng thôi thì mình không có tính. Tức là những cái prefix của nó ở đằng sau, đằng trước á, lúc nào cũng tồn tại trong từ điển hết. Thì nó mới là một cái từ hợp lệ mà chúng ta đang tìm. Đó, ví dụ như chữ Apple, chữ Apply chúng ta thấy là chữ A cũng có nè. Chữ AP cũng có nè. Chữ APP cũng có nè. Rồi chữ APPNL cũng có nè. Đó. Thì qua hai ví dụ này thì chúng ta cũng đã nắm được cái yêu cầu của đề bài ha. Bây giờ mình sẽ bước qua phần thuật giải để giải quyết yêu cầu cho bài toán này. Thì đối với bài toán này các bạn để ý nè, nếu như mà cái bài toán nó cho chúng ta như ví dụ 1. Như ví dụ 1 thì chúng ta sẽ có một cái thuật giải đơn giản đó là chúng ta sử dụng một cái map. Chúng ta sẽ sử dụng một cái map với key sẽ là cái repeat của từng cái phần tử. Key là repeat của từng cái phần tử ở trong cái map này. Và cái value sẽ là một cái kiểu boolean, có nghĩa là cái repeat này nó đã tồn tại trong cái từ điển này hay chưa. Sau đó chúng ta sẽ có một cái vòng lặp y, chúng ta đi từ đầu đến cuối của cái mảng này và mỗi lần lặp thì chúng ta sẽ tìm cái repeat của cái từ hiện tại chúng ta đưa vào map. Rồi nếu như mà chúng ta làm tới khi nào mà chúng ta tìm được một cái repeat mà nó đã tồn tại trước rồi á, ví dụ như mình duyệt tới cái chữ WO thì cái repeat của WO chính là W. Hiện ta thấy là W nó tồn tại rồi. Vậy là suy ra là cái chữ WO này chính là một cái từ hợp lệ nè mà chúng ta muốn trả về nè. Đó thì chúng ta sẽ gán nó vào kết quả nếu mà kết quả đang là rỗng. Rồi tương tự như vậy ta sẽ đi tới đây ta kiểm tra cái repeat tồn tại chưa, rồi chiều dài nó có lớn hơn cái chuỗi kết quả chúng ta đang giữ không. Lớn hơn thì chúng ta gán nó kết quả mới. Tuy nhiên các bạn để ý là do cái ví dụ 1 chúng ta làm được là do sao? Do cái chuỗi này chúng ta đã được sắp xếp. Đây là một cái chuỗi mà chúng ta đã được sắp xếp tăng dần theo
alphabet, tức là về thứ tự của các ký tự và về chiều dài của các chuỗi. Thì đây là một cái mảng được sắp xếp tăng dần. Nên trước khi chúng ta thực hiện cái thuật giải thì chúng ta sẽ phải sắp xếp cái mảng này bằng một cái mình sẽ dùng một cái phương thức ở trong cái ngôn ngữ lập trình Golang, mình sắp xếp, rồi sau đó mình sẽ dùng cái mảng mình kiểm tra từng ký tự, mình kiểm tra từng cái repeat của các ký tự hiện tại để mà mình sẽ xử lý ở trên đó. Rồi, mình nghĩ là các bạn cũng đã nắm được cái ý tưởng của thuật giải ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành cài đặt nó bằng ngôn ngữ lập trình Golang. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ mình sẽ gọi một cái map, mình gọi là visit đây. Cái map của mình có nghĩa là kiểm tra cái lần thăm đã thăm chưa. Thì key của nó là refit nên nó sẽ là chuỗi và cái value nó sẽ là boolean. Rồi một cái result, result thì lúc đầu là empty đi. Rồi sau đó thì mình sẽ trả về một cái result. Rồi bây giờ mình khai báo thêm một cái biến nữa để mình bắt đầu vào vòng lặp, đó là cái repeat của mình, thì mình cho nó bằng empty luôn. Rồi bây giờ trước khi vào vòng lặp thì mình sẽ phải sort, thì mình sort bằng cái đối tượng sort string có s cái máy bảng word này. Thì đây là một cái hàm được build sẵn ở trong cái ngôn ngữ lập trình Golang để sắp xếp một cái mảng kiểu string. Bây giờ mình sẽ khai báo một cái vòng lặp y nhỏ bằng không y nhỏ hơn chiều dài của y cộng cộng. Rồi thì tức là cái vòng lặp này nó sẽ duyệt từ phần tử đầu tiên của cái chuỗi của cái mảng từ điển tới cái phần tử cuối cùng của cái mảng từ điển. Nhưng mà nhớ là cái mảng này đã được sắp xếp rồi ha. Sau đó mỗi lần duyệt thì chúng ta sẽ lấy ra cái phần tử tại vị trí hiện tại thì là word, tại vị trí thứ y. Rồi sau đó mình kiểm tra nếu như mà chiều dài của, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lấy ra cái repeat của cái từ hiện tại, thì có hai trường hợp xảy ra. Một là trường hợp là cái chiều dài của cái từ này nó bằng một, hai là chiều dài lớn hơn một. Nếu như chiều dài bằng một thì cái repeat đó chính là cái từ này, còn nếu như cái chiều dài nó lớn hơn một thì cái repeat chính là cái từ đó nhưng mà bỏ ký tự cuối. Nên chúng ta sẽ kiểm tra là word len mà bằng một thì là cái refit của mình là nó sẽ bằng word, còn ngược lại thì là cái refit của mình là nó sẽ bằng cái chữ word này mà phải cắt từ len của chữ trừ một đó, len dư dư chữ z ha. Rồi tức là mình bỏ cái ký tự cuối cùng đi, ký tự này chính là cái refit mà chúng ta đang tìm kiếm. Rồi trong trường hợp mà chúng ta thấy là nếu mà cái len của word mà bằng một á, ví dụ như trong mấy cái trường hợp ví dụ một này chữ v kép nè, hoặc trong ví dụ hai sau khi sắp xếp thì là chữ a nè, thì chắc chắn như những từ này mình phải đưa vào cái map rồi, tại vì nó sẽ không thể nào kiểm tra refit được nữa. Nên mình sẽ kiểm tra là nếu như mà cái chiều dài của cái word mà bằng một quá thì mình đưa vô cái map luôn, visit mình đưa cái chữ word này vào trong map luôn bằng true. Rồi rồi sau đó thì chúng ta sẽ có một cái bước cuối cùng là chúng ta sẽ sử dụng cái map này để chúng ta kiểm tra nếu như visit tại cái repeat đó, tức là cái repeat này đã được kiểm tra trước đó ở các bước duyệt trước rồi á, thì chúng ta sẽ làm gì đó. Thì chúng ta sẽ làm gì? Thì chúng ta sẽ kiểm tra là nếu như mà cái chiều dài của cái chữ này, chiều dài của cái chữ này mà nó lớn hơn cái chiều dài của cái result của chúng ta, hoặc là cái result của chúng ta đang bằng empty, tức là result của chúng ta chưa có gì và cái chiều dài của cái chuỗi word này là, và cái chiều dài của cái chữ word hiện tại là nó bằng một đó, vì mình phải có cái dấu ngoặc. Nếu vậy mình phải có dấu ngoặc ở đây, dấu ngoặc ở đây là đủ rồi đó. Thì một là cái chữ word chúng ta có chiều dài lớn hơn cái chiều dài của cái chữ kết quả, hai là cái result chúng ta chưa có, tức là những lúc chúng ta duyệt là cái result chưa lúc nào được gán mới hết đó. Hoặc là hai là cái chữ word này nó có giá trị bằng một, thì là chúng ta sẽ làm gì? Thì chúng ta sẽ ráng cho cái result bằng
bằng cái chữ chữ Word hiện tại rồi. Và một cái nữa là chúng ta sẽ gán cho cái visit của cái chữ Word bằng bằng chu. Đó. Thì cái chúng ta cái map của chúng ta nó sẽ giữ cái giá trị mà sau khi chúng ta đã kiểm tra cái repeat rồi ha, nó gán bằng true, sau đó thì nó sẽ lấy cái repeat của cái thằng hiện tại nó kiểm tra lại trong cái map. Tại vì chúng ta đang sắp xếp tăng dần nên những cái thằng phần tử đứng đầu đó, nó sẽ là những phần tử ít ký tự, ví dụ 1 ký tự, 2 ký tự, 3 ký tự, thì chúng ta chỉ việc là kiểm tra cái repeat của thằng này xong tới cái thằng kế tiếp thì mình kiểm tra ngược lại trong cái map này nó đã tồn tại cái repeat đó chưa, chứ mình không cần phải kiểm tra lần lượt như tất cả các cái này trong đây, đúng không? Chúng ta chỉ cần ví dụ chúng ta kiểm tra thằng này rồi tới thằng này rồi tới thằng này rồi tới thằng này là được đó. Rồi tới thằng này mình chỉ cần kiểm tra thằng này thôi đó. Tới thằng Word thì mình tới thằng Word L mình chỉ cần kiểm tra thằng này thôi, còn tới thằng Word D này mình chỉ cần kiểm tra thằng này là đủ rồi đó. Thì đây là cái ý tưởng của cái thuật giải của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ thử chạy nó với cái ví dụ 1 xem nó có vấn đề gì không ha. Sai, mình dư cái chữ Z. Rồi, như vậy là chúng ta đã giải thành công cái ví dụ 1. Các bạn thấy chúng ta trả về Word này giống với kết quả yêu cầu đề bài. Bây giờ mình thử submit để giải các ví dụ còn lại của đề bài. Rồi, như vậy là chúng ta đã giải thành công tất cả các ví dụ của đề bài. Mình sẽ phân tích một chút về cái độ phức tạp của nó. Thì chúng ta gọi N là số phần tử của cái bảng từ điển này. Chúng ta sẽ có một cái vòng lặp for ON ở đây. Nên độ phức tạp của nó là ON. Tuy nhiên chúng ta cũng không quên là chúng ta có sử dụng thêm một cái sắp xếp. Một cái hàm sắp xếp từ điển đây. Nên nó sẽ là N log N cộng với N. Rồi O... độ phức tạp của không gian lưu trữ thì chúng ta sẽ có là chúng ta có sử dụng thêm một cái map và cái số lượng key của map trong trường hợp xấu nhất nó cũng là N, nên chúng ta sẽ có độ phức tạp của thuật toán này chỗ không gian lưu trữ là ON luôn. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, subscribe và chia sẻ kênh. Nếu các bạn có đóng góp, thắc mắc hay là có cách giải hay hơn thì các bạn vui lòng ghi lại ở phần bình luận ở phía dưới video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.